1 đầu tiên tại PUBG Heroic với 20 kill. Quá bá đạo tới từ Bóc Gaming ở trong game thi đấu vừa rồi. Vâng, đã không top 1 thì thôi, top 1 là phải thật cháy từ Bóc Gaming với 20 kill. Kể cả Bigatron hay Lauren Rock, những đội tuyển đánh giá rất cao ở trong cái giải thiếu lần này cũng chưa thể làm được cái điều đó. Quá tuyệt vời dành cho đội tuyển duy nhất Việt Nam chúng ta lần đầu tiên xuất hiện ở một giải thi đấu cao đến như thế này, một giải thi đấu mang tầm cỡ thế giới. Vòng bo tiếp theo hãy nhìn đi, đó là một vòng bo giật về ở khu vực góc 3 giờ và căn nhà duy nhất ở trong bo và trước mặt hoàn toàn là đồng bằng thuộc về các thành viên của Bóc Gaming. Tiếp theo và ở dưới khác thì AQ Athena mất đi Gina rồi, Bóc Loki tiếp tục gắn đá bắn mình khi headshot cay được vị trí của một player bên phía người CLZ. 3 điểm hạ gục dành cho các thành viên của Bóc Gaming. Giờ thì BTA sẽ phải xử lý như nào đây? Có vẻ như họ bắt đầu trải smoke ra để có thể di chuyển rồi. Nhưng không, đó là một quyết định bò trườn ở khu vực đồng này. Cái phạm vi từ BTA đến khu vực xem zone tiếp theo nó cũng khá ngắn thôi. Và tôi nghĩ rằng cái tình huống bò trườn này khá hợp lý tới từ BTA. Louis có một quả nét tốt vào đường bên phía của AQ và Bia là người phải nằm xuống. Bóc Gaming đang control một phạm vi hơi rộng và đừng quá tham tới được Bóc Gaming. Đây là một vị trí điểm nóng và sắp tới tôi nghĩ rằng sẽ có một vài team công vào nếu như họ còn đủ lượng phương tiện. Và bây giờ thì Louis knock out thêm Atanki rồi. Confirm Atanki đến từ chiếc Brick và một quả đất của Brick lấy đôi mạng bên phía của GZ rồi. Vẫn không được nhìn góc máy Bóc Gaming khá đáng tiếc, một kiểu đồng đang làm cỏ tất cả đối thủ dám hiện ra trước mắt rồi. AQ cũng đi luôn trong tay Bóc Gaming. Rất nhiều cái tên mạnh mà bên phía Bóc Gaming đã lấy đầu trong kiểu đấu này nha. Đây là một game thi đấu hiếm hoi, Bóc Gaming đang được sự ủng hộ của vòng bò và chúng ta hãy cùng chờ đợi họ sẽ tận dụng tốt. Loki tiếp tục có mạng của ZZP nhưng đó lại là một pha KS hàng của Ultron khá khó chịu. Giờ thì BTA vừa rồi cũng đã mất đi với chú Rizan. Brick có một câu trả lời vào mặt của Ultron và đó là bye bye xeo ra. Một tình huống mà Ultron vừa trộm được một mạng thì cũng phải trả lại ngay cho phía Bóc Gaming. Trong một diễn biến khác thì các thành viên của TSM NTT cũng đang mất người trước Bigatron nha, nhưng cuối cùng cũng đáp trả rồi. Zaxi cũng đang có bụng đây, vậy cùng chờ xem nào. Hai cái tên rất mạnh và nếu như mà họ bào mòn thể lực của nhau thì sẽ phần nào đó giúp cho Bóc Gaming tiếp cận vào cái top 1 hơn khi liên tiếp mất người như thế này. Chính xác là như vậy. Giờ thì TSM cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. BTA cũng mất đi người đội trưởng Zaxi khi mà đang bị knock out và không có nhiều cơ sở để có thể cứu được. Microboy cùng với Luxy đang cố gắng di chuyển trong quả smoke này. Ở một diễn biến khác thì Team One cả cái tên tiếp theo phải dừng lại ở top thứ 9. Trong cái đó vừa rồi tôi lại thấy cái tên Bóc Gaming hiện lên trên bảng đếm số. Chưa có một ải bốc nằm xuống cả và cứ liên tiếp hết knock out rồi lại confirm Bóc Gaming thôi. Một game động bắn qua bay vào đây rồi. Louis bắt thêm mạng của Heineken. Freestyle vừa dừng lại trí top 8 rồi, chúng ta chỉ còn lại 7 đội chơi nhà. Bóc Gaming vẫn còn tới 4 người trong tổng số 18 player đang đứng vững thời điểm hiện tại. Và trong khi đó thì BTA mất nghi người đội trưởng Zaxi. Microboy là cái tên tiếp theo bị hạ gục. Và giờ thì còn lại ngôi sao Luxy mà tôi, nhưng cũng không thể thoát được khi mà TSM NTT bắn rất vào tay. Và đó là 8 điểm hạ gục. Tạm biệt Bigatron dừng lại ở vị trí top 7. Tiếp tục là Loki cũng như Brick hạ gục đến các thành viên bên phía của Level Up công vào với cả chúng tôi. Đó là một quyết định sai lầm. Brick tiếp tục có mạng của Jassy. Và giờ thì Winter nằm xuống. Liên tiếp là những nêm tác mang tên Bóc Gaming hiện lên. Hàng về rồi. Rất nhiều đội của Bóc Gaming tôi không đếm kịp là bao nhiêu đó. Tôi nghĩ rằng thầm từ điểm này chắc phải có đến 10 mạng có dư với Bóc Gaming rồi. Và bây giờ thì No Chen cũng như là bên phía Team NTT họ bắn nhau luôn hộ Bóc Gaming cho đỡ tốn đạn. Và nếu như đội tuyển này cứ tiếp tục bắn vào mồm nhau thì đây thì Bóc Gaming không gì cản họ được hứng cái top 1 trong game đấu này nữa đâu. Quá đấy là rồi. Nhiều lợi thế rồi, lại là cái tên Brick nữa và No Chen đã dừng lại ở top thứ 4. Những team còn lại họ còn rất ít người. 16 dành cho các thành viên của Bóc Gaming. Vâng, lần đầu tiên tôi thấy có một đội tuyển ở trong cái giải thi đấu PUBG Heroic này có tới con số 16 kill và thậm chí rằng có thể cải thiện hơn nha. Là một cú 20 mấy kill cho nó khủng bố từ Bóc Gaming chẳng có cơ làm được khi chúng ta vẫn còn đó là 4 cái mạng nữa ở đây cho Bóc Gaming. Xe còn và vòng bo này vẫn đang gồm các căn nhà của Bóc Gaming. Thậm chí Louis còn cẩn thận tới mức đẩy lui ra khu vực tâm bo, đó là một cái hình. Synergy chỉ còn lại đó là Outinbot mà thôi. Có lẽ đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta ở trong vòng bo thứ 6 này sẽ là các thành viên của TSM NTT. Nhưng hãy cẩn trọng nha, không được khinh thường TSM NTT khi đây là một đội hình toàn những superstar ở khu vực Nam Á. Tuy nhiên thì một star của TSM trông hơi khổ, Neo cởi trần rồi. Tầm cái lượng trang bị nhảy đứng lên một phát thôi tôi nghĩ rằng là đi luôn. Mũ cũng đỏ chót thế này, sống kiểu gì đây Neo ơi. Cơ hội rất lớn cho Bóc Gaming để có cho mình một cái chicken dinner trong ngày thứ hôm nay là đây chứ đâu nữa. Và đây cũng sẽ là một cái chicken dinner đầu tiên dành cho Bóc Gaming. Chúng ta hãy cùng phải chờ đợi, không được phép quẩy sớm ở thời điểm hiện tại. Đây rồi, Brickhead, Sony, Zed, God. Và tiếp tục thì Loki bắn thẳng vào mặt của Neo.
TSM Entity với cả chúng tôi. Và đó là dừng lại dành cho TSM Entity. Và bây giờ là một tiếng 4v1 dành cho Bóc Gaming. Không có bất cứ cơ hội nào dành cho Altinbot cũng như là đội tuyển Synergy trong pha xử lý này đâu. 19 kill rồi Bóc Gaming ơi. Một kill này nữa thôi là 20 tròn. Nào Altinbot ơi, anh còn đợi cái điều gì nữa mà chưa được lên tự hủy anh ơi. Altinbot vẫn cố gắng trườn. Tôi không hiểu cơ sở khoa học nào để giúp cho Altinbot có cái tự tin để cố gắng xử lý đốt trong tiếng 1v4 thế này. Wow, nếu như là một trận thi đấu top 1 với 20 kill thì đây sẽ là phá kỷ lục của giải thi đấu PUBG Mobile của League tính đến thời điểm hiện tại. Đội trưởng Louis đã có tới 7 kill ở trong trận thi đấu này và tôi nghĩ rằng Brick cũng không kém cạnh đâu. Đây là Lê Hiếu rồi, không phải là Louis nữa. Bắn rất bay luôn và bây giờ thì đua xe bắn súng từ Bóng Gaming. Nhưng từ từ đã, đừng quẩy sớm quá. Brick nằm xuống rồi. Altinbot cố gắng nhưng đó là no hope khi đó là cái top 1 dành cho Bóng Gaming. Top 1 đầu tiên tại PUBG Mobile League với 20 kill. Qua ba đạo tới từ Bóc Gaming ở trong game thi đấu vừa rồi. Nhưng chúng ta cũng cần phải có một chút cảm ơn tới thần may mắn rằng vòng bò. Nhưng đó là một pha mà Bóc Gaming cũng đã rất quyết đoán khi phi thẳng vào khu vực căn nhà ở giữa đồng bằng. Vâng, đã không top 1 thì thôi, top 1 là phải thật cháy từ Bóc Gaming với 20 kill. Kể cả Bigatron hay Lauren Rock, những đội tuyển đánh giá rất cao ở trong cái giải thi đấu lần này cũng chưa thể làm được cái điều đó. Quá tuyệt vời dành cho đội tuyển duy nhất Việt Nam chúng ta lần đầu tiên xuất hiện ở một giải thi đấu cao đến như thế này, một giải thi đấu mang tầm cỡ thế giới. Thế giới. Và họ đã làm được một điều mà không phải team nào cũng thể làm được. Tính đến thời hiện tại đúng không? Đội tuyển duy nhất có cho mình cái top 1 20 kill. Quá là tuyệt vời. Và